Đây là buổi sáng thứ chủ nhật ở Campuchia, cụ thể là ở thị trấn Sihanouk. Thì bây giờ mình đang ra bến tàu và chúng ta sẽ bắt tàu để đi ra đảo Koram. Trước đây là anh Vũ Cộng, kêu bằng anh chứ kêu bằng chú đúng hơn, nhưng mà tại ông trẻ mà ông trẻ chung hơn thì anh không biết rồi. Trước đó là anh Vung. Rồi anh Minh, anh Vinh. Nói chung là văn bản đã khá đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta chuẩn bị ra. Tối hôm qua có đi ngang chỗ này để mà đi ăn tối nè. Sao anh? Nó không biết tiếng. Không biết tiếng anh, không biết tiếng Việt luôn. Anh biết đâu. Mà đâu thấy con tàu nào đâu. Chắc dẹp cảng. Thank you.
thăm mùa du lịch. Anh rất là thích. Nên là cái khâu chuẩn bị xếp hàng là phải một lúc nữa. Rồi ăn sáng mà nó còn cuối chắc cả tiếng mất cơ ăn. Rồi kêu hot chocolate cũng không có, mà mình kêu milk cũng không có luôn. Đấy. Thì nó là November là tháng 11 đó, là cao điểm. Đấy, nhưng mà có một cái này rất là lạ nè. Mỗi mới nói là mỗi không thấy người Nga ở đây, thấy người Mỹ có, người Anh có, Việt thì có, nhưng mà người Nga rất khác. Thì có lý do nào không? Ông nói không biết. Lạ ghê, tự nhiên cái không biết có lý do gì thôi.